Một tuần mới bắt đầu thì cũng đồng nghĩa với việc là chiến dịch livestream của Zumodi đã diễn ra được một tuần rồi mọi người ơi. Hãy không biết là tuần vừa rồi các bạn có theo dõi được mấy buổi live của Zumodi nhỉ? Các bạn đã memo, đã học hỏi được những cái kiến thức gì mới hay ho xịn sò hay chưa? Comment xuống bên dưới cho mình biết nhé. Thì mình xin phép được nhắc lại, được giới thiệu một chút xíu về chiến dịch livestream lần này, đó chính là tiếp sức mùa thi GLBT tháng 12 năm 2024. Và trong tháng 10 này thì chúng ta sẽ cùng nhau học chọn bộ từ vựng từ N5 cho tới N1 luôn mọi người nhé. Sau đó thì tháng 11 là một tháng cuối thì mình sẽ tăng tốc về đích. Mình sẽ làm các đề thi thử, đề thi thật này, củng cố kiến thức cũng như là rút ra được những bài học, những mẹo, những cái phương pháp đối phó với từng dạng môn đai. Rồi, và các chiến dịch livestream này thì đều diễn ra vào khung giờ 10 giờ đến 11 giờ sáng giờ của Việt Nam mọi người nha, từ thứ hai cho tới thứ sáu. Và tiếp tục trong chuỗi CD lần này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi với 100 câu từ vựng quan trọng nhất của GLBT N5. Bật mí với mọi người là mỗi hôm chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết 20 câu hỏi và được chắt lọc từ chính giáo trình, chính những đầu sách độc quyền của Zumodi luôn. Ngày hôm nay là N5 thì mình sẽ lấy 20 câu hỏi trong cuốn sách N5 này nha. Ngoài ra là các câu hỏi trên các khóa, các bài học, bài giảng ở trên app, trên web của Zumodi luôn. Nên mọi người thấy hay và muốn luyện tập chủ động hơn, luyện tập nhiều hơn ở nhà thì các bạn có thể tham khảo thêm sách hoặc là khóa học của Zumodi đi mọi người nhé. Nếu các bạn thấy hay thì hãy thả like, đăng ký kênh và bấm biểu tượng giờ chuông để nhận được thông báo khi Zumodi có video mới nhất nhé. Hai, いいですね. OK, もう時間ですから始めたいと思います。21. Hai. Tại sao lại là xuất phát từ câu 21? Bởi vì thứ hai tuần trước chúng ta đã đi với nhau 20 câu đầu tiên rồi mọi người nhé. Nên ngày hôm nay mình sẽ đi từ câu 21 nào. これは何々の冊です。一、コーヒー2. France 3. デボート 4. Bạn. Bạn Lịch Nguyễn cũng chọn 2, Yến Nguyễn chọn 2. So desu ne. Câu này là một câu khởi động thôi, chào buổi sáng thôi, rất là dễ đúng không? France là nước Pháp đúng không mọi người? Đấy, và trong bài 1, bài 2 từ đầu chúng ta học từ sơ cấp ấy, mình đã học một cái sản phẩm nào đấy nó được xuất xứ, xuất phát từ đâu đúng không? Thì đây là cái gì nhỉ? Cái sát sự đúng không? Ôi mình vẽ hơi xấu mọi người thông cảm nhá, nhìn chắc không ra cái áo đâu đúng không? Sát sự desu ne. Vậy đây là cái áo của nước Pháp đúng không nào? France là nước Pháp. Số 1 kohi các bạn quá quen rồi, chính là cà phê đúng không? Minasan kohi ga suki desu ka? Watashi wa mainichi ippai nomimasu. Mọi người nhớ nhá là khi mà chúng ta học từ vựng ấy thì mình cố gắng thành lập một câu ví dụ ngắn gọn thôi, sử dụng tất cả những cái kiến thức mà mình có, ví dụ như là ngữ pháp đơn giản này, chữ Hán hoặc từ vựng mình biết, thành lập thành một câu và các bạn cứ liên tục comment xuống bên dưới nhá. Chúng ta sẽ cùng trao đổi giao lưu với đáp án của các bạn khác và mình cũng sẽ check xem có cần sửa ở đâu không thì mình sẽ góp ý thêm cho mọi người. Có được không ạ? Thì chúng ta sẽ học từ vựng bằng phương pháp là lấy ví dụ như thế thì mình sẽ nhớ được câu văn cực kỳ lâu và rất là có lợi trong việc cai vai ấy mọi người. Ok chưa nào? Nhớ là comment xuống bên dưới nha. Tiếp theo đáp án số 3, debo tội là báo cáo đúng không nào? Báo cáo. Còn pan là bánh mì đúng không mọi người? Bánh mì. Hay. Cái này là áo của Pháp đúng rồi. Đây là áo sơ mi của Pháp. Ok. Tiếp tục câu số 22. Watashi wa asa sawa o nani nani. 1. Hairimasu. 2. Abimasu. 3. Iremasu. 4. Tabemasu. Hay. Câu hỏi về động từ. Đó. Động từ gì thích hợp để đi được với sawa mọi người nhỉ? Đấy, sawao nani nani. Năm vàng desu ka? Ừ, bạn Trang Vũ chọn 2. Ok, Trần Mai 22 là 2. Tôi thì tắm vòi hoa sen vào buổi sáng, tắm vòi hoa sen. Tôi thì sáng nay tắm bằng vòi hoa sen. Hay. Asa thì nó thể hiện là buổi sáng thôi đúng không? Còn kesa thì nó sẽ cụ thể hơn là vào sáng nay. So desu ne. Ok, thì chúng ta sẽ cùng nhau phân tích câu này nhá. Chắc chắn phương án là 2 rồi. Chúc mừng mọi người đều đã làm đúng. Omedetou gozaimasu. Hay. Sawao abimasu là một cụm luôn, có nghĩa là tắm vòi hoa sen đúng không mọi người? Tắm vòi hoa sen. Còn chủ ngữ là watashi wa đúng không ạ? Tôi thì thường tắm vòi hoa sen vào buổi sáng. Asa, được chưa nào? Số 1, haidimasu chính là từ vào đúng không? Nó hay đi với trợ từ nhị đúng không mọi người? Nani nani ni haidimasu, vào căn phòng chẳng hạn. Số 3, iremasu là cho vào. Hay. Cho vào. Một câu ví dụ mà mình hay lấy đó là cho đường vào cà phê. Đấy, thì các bạn sẽ biết là à mình sẽ cần tìm trợ từ là gì đúng không? Rồi là sắp xếp trật tự câu cú như thế nào. Kohi ni sato iremasu. Được chưa mọi người? Các bạn có nghe ra không? Còn số 4, tabemasu thì dễ quá rồi. Ăn đúng không? Tabemasu. Minasan wa hito gohan tabemashita ka? Tiếp chúng ta sẽ sang câu tiếp theo. Câu 23. 23 番. Hachi o nani nani kaimono ni ikimasu. 1. Totte. 2. Watatte. 3. Itte. 4. Nobotte. Hay, ở đây mình cần tìm một VT đúng không mọi người? Đi được với Hachi nào. Hachi là cái gì ta? Ok, có bạn Nhung Nhung chọn 2, Bùi Thu 2, Nguyễn Thanh Thảo 2. Hay, bạn Cẩm Sơn 22 chọn 3. Bắt đầu có đáp án khác này rồi mọi người. Tôi đi qua cầu đi mua đồ. Hay, so desu ne. Hầu hết 99% mọi người đã chọn được phương án đúng rồi. Đó là ni bằng desu ne. Watatte mọi người nha. Watadu.
Rồi, cả cụm thì mình sẽ có là Hashio Wataru, chính là băng qua cây cầu đúng không? Mình đi từ điểm bên này sang điểm bên kia ấy. Còn Kaimono ni ikimasu có nghĩa là đi mua sắm, đi mua đồ, đúng chưa nào? Vậy thì cả câu sẽ là tôi đi qua cây cầu và đi mua sắm. Còn số 1 từ totte, ở đây không có chữ Hán thì mình tạm dịch theo hai nghĩa nhé. Thứ nhất, torimasu có thể là lấy, đúng không? Ví dụ, nhờ đứa con lấy cho lọ muối chẳng hạn, shio totte kudasai, đúng không? Hoặc nó còn mang nghĩa là chụp. Đó, ví dụ đằng trước mình sẽ đi với từ Sashino Torimasu, đúng không mọi người? Thì các bạn càng ngày càng học lên ấy, mọi người sẽ thấy là à, nếu mà có chữ Hán thì mình sẽ dịch câu văn nó nhanh hơn, nó mượt hơn và mình nhìn xác định nó cũng sẽ nhanh hơn, đúng không? Thế cho nên là bạn nào đang sợ chữ Hán thì đừng có sợ nữa nha. Mọi người hãy tập dần làm quen với việc là mình nhìn thấy nhiều chữ Hán đi, thì sau này càng ngày càng học lên ấy, mình càng thấy hiệu quả của việc có chữ Hán. Đó. Số 3 cũng thế nhá, itte thì cũng sẽ dịch theo hai cách. Số 1 là nó có thể là nói, đúng không? Chia của động từ iimasu thành itte. Ngoài ra nó cũng có nghĩa là đi, đúng không? Nếu mà chữ Hán là ikimasu cũng chia sang thể tê là itte, đúng không lớp mình? Còn nobotte thì là động từ gì nhỉ? Leo, đúng không? Ví dụ như là leo núi mọi người nhé. Yama ni noborimasu. Hãy leo núi. Hãy, 次 ikimashou. 24 番です. 何々 どこへ 行きましたか? 1. 先月. 2. 明日. 3. 毎晩. 4. Asatte. Hay, bốn đáp án này là bốn từ chỉ thời gian đúng không? Nhưng chúng ta sẽ căn cứ vào động từ chính của câu, đó chính là về tạm, về quá khứ ấy mọi người, đúng không? Thì chắc chắn mình cần phải tìm một từ đã xảy ra, đã diễn ra trong quá khứ rồi. Hay, bạn Trang Vũ chọn 1. 241 tháng trước bạn đã đi đâu? Bạn Trần Mai 1, Song Hỉ 1. So desu ne, mọi người giỏi quá. Ichiban sengetsu. Sengetsu là tháng trước đúng rồi, thì nó sẽ đi với thể quá khứ được đúng không? Tháng trước bạn đã đi đâu đấy? Hãy. Số 2, ashita là ngày mai đúng không? Nó phải diễn tả những cái hành động, sự việc diễn ra trong tương lai. Hãy, minasan, ashita nani o shimasu ka? Ngày mai mọi người sẽ làm gì đúng không? Số 3, maiban, hàng tối hoặc là mỗi tối đúng không? Nó sẽ diễn tả cái tần suất nhiều, thường xuyên hoặc là thói quen mình làm tối mình. Mình lại ghi hàng tuần, hàng tối mọi người nhé. Đấy, hàng tối. Ví dụ như là maiban nihongo benkyo shitemasu, đúng không? Hàng tối tôi đều học tiếng Nhật này. Còn asatte là ngày kia, cũng là một từ chỉ tương lai đúng không? Ngày kia, ví dụ ngày kia tôi đi du lịch nói thế nào nhỉ? Asatte ryōri ni ikimasu. Được chưa mọi người? Cố gắng lấy thật nhiều ví dụ lên nha. Hãy. Rồi, có rất là nhiều bạn đã comment phương án câu 25 này. Có bạn Nguyễn Ngọc chọn 4, Trần Mai 4, Trần Vân 4, Trang Vũ 4. Rồi, bạn Nhung Nhung cũng chọn 4. Bạn Nhung Nhung có dịch ra được rồi là đang đội cái nón màu đỏ. So desu ne. Hay. Thật ra mình nghe rất là nhiều bạn học viên có than là sao em thấy mấy cái động từ này nó khó thế, đúng không? Nhưng các bạn thử đặt vị trí của mình chi mà mình học tiếng Nhật đi. Mình cũng nói là đội mũ này, đeo kính, rồi là đi vớ, đi giày, hay là mặc quần áo, đúng không? Thì với mỗi một loại trang phục mình có một động từ riêng đi kèm, thì tiếng Nhật cũng vậy thôi, đúng không? Nên là chắc lại một lần nữa là mình phải học theo cụm từ, thì mình không cần phải đau đầu về cái vấn đề này nữa, đúng không? Rồi mình sẽ chữa câu này mọi người nhá. Imoto là em gái này, akai là màu đỏ, boshi o kabutte imasu là đang, đúng không? Em gái tôi đang đội một chiếc mũ màu đỏ, đúng không nào? Còn totte như chúng ta có nói rồi, nó có rất là nhiều nghĩa, tạm thời mình sẽ dịch là lấy hoặc là chụp trước nhá. Còn kiteimasu là mặc nói chung thôi, ví dụ như là fuku o kiteimasu, đúng không? Mặc quần áo. Còn kakateimasu là được chia của động từ kakarimasu, các bạn có thể dịch là tốn hoặc là mất, đúng không? Đi với tiền hoặc là thời gian, ví dụ tốn bao nhiêu tiền hoặc là mất bao nhiêu thời gian mọi người nhá. Ok chưa ạ? Thông cảm mọi người viết trên bảng điện tử nên là chữ hơi xấu nha, chịu khó đọc nha. Ok, rồi chúng ta đi tiếp sang câu 26. Hãy, 26, mite kudasai. Hãy, sumimasen, nani nani o geshite kudasai. 1. Airmail. 2. Elevator. 3. Aircon. 4. Escalator. Hãy, 4 katakana, đúng không? Các bạn nào mà có kinh nghiệm đi thi JLPT nhiều, mọi người sẽ thấy là trong đề thi cũng sẽ có 1-2 câu katakana, đúng không? Katakana. Các bạn có thích học katakana không? Mình thì cực kỳ thích, bởi vì xuất phát là mình học tiếng Anh. Thế cho nên là khi mà mình học tiếng Nhật, mình thấy kiểu như là ồ, thì ra là những cái gì mình học từ tiếng Anh cũng có thể áp dụng vào được tiếng Nhật, cho nên cũng đỡ công học khá là nhiều ấy mọi người. Thế các bạn có thích không ạ? Ví dụ như câu này, đi với động từ keshite kudasai. Kesu, đúng nào? Có bạn nào đã nhớ ra nghĩa của nó chưa? Thì mình ghép với danh từ gì phía trước nhỉ? Hãy, nam bằng desu ka? Nghĩa câu là gì ạ? Nghĩa câu này đúng không? Ok, chúng ta sẽ cùng chữa và dịch câu mọi người nhé. Hãy. So desu ne. Aircon desu. Aircon là cái điều hòa, đúng không? Thì câu này mình sẽ gọi là ra lệnh hoặc là nhờ vả đối phương là xin lỗi, hãy tắt cái điều hòa đi nhé. Ví dụ trời thu rồi đúng không? Khá là lạnh lạnh rồi, mình không cần bật điều hòa lên nữa. Thì mình có thể bảo đồng nghiệp này, bảo bạn cùng nhà của mình là tắt cái điều hòa đi giúp tôi, đúng không? Aircon o keshite kudasai. Được chưa mọi người? Còn airmail được, cái từ này có mới không ạ? Chúng ta mê được thì
biết rồi đúng không, nghe nhiều rồi. EAME được thì các bạn sẽ dịch là thư điện tử mọi người nhé, EAME được. Còn số 2 và số 4 thì cũng học trong đầu năm, cũng học những bài đầu tiên rồi đúng không. Mình sẽ có từ gì nhỉ, EDB tạ là cái thang máy, thang máy nào. Còn escalator là cái thang cuốn đúng không, thang cuốn mà chúng ta hay đi trong các trung tâm thương mại ấy mọi người. Ok chưa ạ? Ideska. Đó. Cái câu nào hoặc là từ nào mọi người có thắc mắc hoặc là bị quên thì nhớ chụp ảnh lại hoặc là memo nhanh vào trong vở của mình nha. Ok des. 27. Có dễ không mọi người? Dễ thì mọi người nhớ thả like, thả tim nha. Và lát nữa khi cuối like chúng ta thử tổng kết xem ngày hôm nay mình có được man tiền không hoặc là mình đúng bao nhiêu trên 20 câu mọi người nhá. Ok, mình bắt đầu đọc bình luận này. Có bạn Trang Vũ chọn 2 rồi, Bùi Văn Trường chọn 4. Hãy cho tôi xuống tàu ở ga tiếp theo. Số 2 là xuống này. Hãy xuống ở ga tiếp theo. Bạn Thanh Bình cũng chọn 2. Ok des. Hãy đi với đền trạm tàu đúng không, mà lại cùng với trợ từ ô nữa thì chắc chắn động từ sẽ là odite. Odite kudasai là xuống tàu đúng không mọi người. Còn sugi no eki de, de là chỉ địa điểm đúng không. Hãy cho tôi xuống tàu tại nhà ga tiếp theo. Hãy chính xác. Số 1, kadiru là vay, vay hoặc là mượn đúng không, mượn của bạn, mượn quyển sách này hay là vay tiền. Còn tatte có thể là của động từ tachimasu là đứng, đứng đúng không ạ, tachimasu. Còn số 4, itte như chúng ta vừa nói đấy, nó có thể dịch là đi hoặc cũng có thể là nói tùy vào chữ Hán nhé. So desu ne. Ok, chúng ta đi tiếp được không ạ? 28 là mọi người, mite kudasai. Sports no naka de yakyu ga ichiban nani nani desu. 1, shizuka. 2, jōbu. 3, benri. 4, suki. Hay, bạn Trần Mai chọn 4 rất là nhanh. Bạn Đặng Pháp PN chọn 4, Bảo Long 4, Song Hỷ 4. Hay. Đây là một cấu trúc rất là quen thuộc để nói về trong một cái gì đấy đúng không? Đó là danh từ no naka de nani nani ga ichiban chấm chấm chấm, chính là suki desu đúng không mọi người? Trong các môn thể thao thì tôi thích nhất là bóng chảy. Các bạn có dịch được như vậy chưa ạ? Shizuka mình sẽ dịch là yên tĩnh. Đúng không? Mọi người thử lấy ví dụ liên quan đến những từ vựng này nào. Tôi sống ở một nơi rất là yên tĩnh, đúng không? 今私は静かなところに住んでいます. Ok chưa nhỉ? Số 2, jōbu. Cái này sẽ có hai nghĩa nhé. Nếu mà đi với vật, vật này, thì chúng ta sẽ dịch là chắc hoặc là bền. Hãy, ví dụ như là cái bàn này, nó rất là bền, đúng không? Dùng mãi không thấy hỏng gì cả. Đấy, thì mình sẽ gọi là この机は jōbu ですね. Jōbu. Còn nếu mà đi với người, người nào, thì mình sẽ dịch là rắn chắc. Đấy, nói về vẻ bề ngoài của người ta rất là khỏe mạnh vạm vỡ ấy mọi người. Anohito wa jōbu desu ne. Ok chưa? Còn số 3 thì cũng dễ thôi ạ. Benri là tiện, tiện lợi đúng không? Các bạn thấy konbini ở Nhật rất là tiện lợi đúng không? Nihon no konbini wa mechza benri desu ne. Ok không ạ? Còn suki là chữ thích đúng không? Là đáp án của câu này. Ichiban suki desu có nghĩa là thích nhất. Hai. Minasan wa sports no naka de nani ga ichiban suki desu ka? Ok, mình đi tiếp này, câu số 29 mọi người. Mite kudasai. Watashi no tonari no nani nani o kaketa hito wa Suzuki-san desu. 1, gutsu. 2, kagi. 3, megane. 4, denwa. Mình sẽ cần tìm một danh từ, đúng không nào? Danh từ có thể đi được với động từ là o kaketa, kakeru. Hai. Mọi người đang nghiêng về hai phương án 3 và 4 đúng không? Nhưng mà chắc chắn đáp án của chúng ta chỉ có một thôi, đó chính là 3 bảng megane o kaketa. Cụm từ này chúng ta cũng đã học trong buổi livestream tuần trước rồi, đó chính là từ đeo kính, đúng không? Mình thử dịch luôn câu này nhá. Chủ ngữ mọi người thấy đâu ạ? Wagamo thì tận đây cơ, đúng không? Đó là người đeo kính bên cạnh tôi chính là anh Suzuki. Hoặc là các bạn có thể dịch ngược cũng được. Anh Suzuki là người đeo kính bên cạnh tôi, đúng chưa ạ? Thì megane o kakeru có nghĩa là đeo kính. Số 1, kutsu là giày. Đôi giày ấy mọi người thì nó phải đi với động từ là haku, đúng không ạ? Thì mình mới dịch là đi giày được. Kutsu o hakimasu. Còn kagi, thật ra kagi và denwa cũng có thể đi được với động từ là o kakeru được. Nhưng mà ý nghĩa của nó đương nhiên là sẽ khác rồi. Kagi o kakeru thì mình sẽ dịch là khóa cửa, đúng không? Bởi vì kagi là chìa khóa mà mọi người, khóa cửa. Còn denwa là gọi điện thoại. Gọi điện thoại nhá, mình sẽ viết tắt chỗ này một chút ạ. Gọi điện thoại, đó. Các bạn đã nhận ra chưa? Câu 30 nào. À ok, vậy là chúng ta vừa đi xong một nửa đầu rồi thì mình xin phép 30 giây dành cho quảng cáo đúng không ạ? Hãy, gọi vui như thế thôi, các bạn cũng có thể dành thời gian này để QK một chút và có thể tham khảo thêm các thông tin mà mình chuẩn bị giới thiệu ở đây, biết đâu sẽ giúp ích được cho mọi người và mọi người cũng đang rất là quan tâm về vấn đề này. Đó chính là về hai cuốn sách tổng ôn N5 và N4 của Dũng Modi. Hay, hai quyển này thì được biên soạn để dành cho đối tượng là các bạn đang học sơ cấp đúng không? Và đặc biệt là đối tượng mất gốc luôn, bởi vì đã bao gồm đầy đủ tất cả những vấn đề, những kiến thức liên quan tới trình độ này. Và bên trong nội dung của cuốn sách thì sẽ có, đầu tiên chắc chắn rồi, N5 là chúng ta phải học từ bảng chữ cái đi lên đúng không? Mình sẽ có hai bảng chữ cái.
katakana và hiragana này. Tiếp theo là các bộ thủ cơ bản trong tiếng Nhật. Phần tiếp theo nữa là chữ Hán, từ vựng và ngữ pháp liên quan tới trình độ đó. Sau đó phần cuối sách sẽ là các môn đai mà được sắp xếp theo đúng các môn đai của đề thi thật luôn mọi người nhé. Gồm rất là nhiều các dạng bài phong phú, đa dạng. Và cuối sách sẽ là phần đáp án và giải thích chi tiết rồi. Ok chưa? Và mình cực kỳ sự mê cho mọi người trong giai đoạn này. Chúng ta chỉ còn hơn 1 tháng rưỡi nữa thôi là bước vào kỳ thi thiệt thật rồi. Cho nên mọi người có thể tìm đọc mua sách về để mình rèn luyện, mình luyện tập thêm ở nhà nhiều hơn nhé. Ok chưa? Có bạn nào đang học hai cuốn sách này của Dũng Modi không ạ? Hay. Và đặc biệt là nếu mọi người đăng ký trong buổi live ngày hôm nay, hoặc là các bạn có thắc mắc gì mà muốn tư vấn kỹ hơn, chi tiết hơn, thì các bạn có thể để lại bình luận dưới phần comment này, hoặc là nhắn tin trực tiếp trên fanpage của Dũng Modi để được chúng mình hỗ trợ nhiệt tình và cụ thể chi tiết hơn mọi người nhé. Hay, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp 10 câu còn lại. 10 câu đầu tiên thì có một số câu, 1-2 câu rất là dễ nhầm đúng không? Tại 10 câu còn lại liệu có khó hơn không? Không có chữ Hán lú thật, đúng rồi. Thế cho nên là các bạn phải thấy lợi hại đúng không? Cái sự lợi hại của chữ Hán nó như thế nào? Và chăm chỉ học chữ Hán lên nha. Không có chữ Hán dễ nhầm quá. So desu ne. Đấy, cho nên là các senpai bảo là không có chữ Hán dễ nhầm lắm, thì các cô 2 đang học N5, N4 là mọi người phải cố lên nhá. Em thì ngược lại có chữ Hán cũng lú như thường, thật á. 2. Bạn Thành Phạm chọn 4, Đặng Phát 4, Song Hỷ 4. Bảo Long bạn có dịch rồi này. Thuốc này thì sau bữa sáng thì hãy uống nhé. Trong quá trình dịch ấy, mọi người cố gắng mình sẽ giản lược những cái rằng thì là mà một chút xíu đúng không? Thì câu văn của mình sẽ nghe tự nhiên hơn, sẽ mượt hơn nhá. Ok, câu này nào. Kono kusuri wa asago hang no ato ni nani nani kudasai. Liên quan tới kusuri, viên thuốc đúng không nào? Viên thuốc nhá. Đấy, thì chắc chắn động từ đi kèm sẽ là uống đúng không? Nomimasu, đáp án là số 4. Nonde, hãy. Nonde kudasai, đúng không nào? Hãy uống thuốc này sau bữa ăn sáng nhé. Hãy. Ichi, notte là quả động từ. Norimasu là leo lên. Lúc đấy mình có từ xuống tàu, các bạn nhớ chưa? Densha wo orimasu, thì lên tàu sẽ là densha ni norimasu. Được chưa ạ? Đi với các phương tiện giao thông mọi người nhé. Tabete, hôm nay gặp quá nhiều từ này nhỉ? Có nghĩa là ăn bình thường thôi nhé, không có ăn thuốc đúng không nào? Còn dekakeru là đi ra ngoài. Hay. Ví dụ đi trước khi đi ra ngoài tôi phải trang điểm đúng không? Hay là tôi phải sửa soạn tóc tai một chút. Đấy thì đi ra ngoài nhá, để cả kỳ được. Ok des. Hãy tiếp tục câu số 31. Nani nani oto oto to koen de asobimasu. Hãy. To để liệt kê đúng không? Và hoặc là với ai này. Còn des là chỉ địa điểm bình thường thôi nhá. Chúng ta sẽ xem nó đi được với phó từ là gì. Ichi, yoku, ni, mo, san, totemo, yon, domo. Hãy. Song Hỷ chọn 1, Bảo Long 1. Ok. Hãy, cô tài và ichi desu. Yoku desu ne. Yoku thì mình sẽ diễn tả tần suất là thường. Thường này, hoặc là hay làm về, đúng không? Thì câu này mình có thể hiểu là tôi thường chơi với em trai ở công viên, đúng không? Tôi hay chơi với em trai ở công viên. Thì mọi người nghe cái cách dịch này là sẽ thấy tần suất của nó khá, đúng không? Khá là nhiều, tương đối nhiều. Còn từ mô thì mình hay đi với vê tạ, đúng không? Các bạn học N5 học rồi, phải không nhỉ? Thì đây chính là đã làm về rồi. Ví dụ tôi đã ăn sáng rồi đúng không? Asa gohan wo mo tabemashita. Số 3, totemo là diễn tả mức độ, rất đúng không? Cực kỳ. Ví dụ rất là ngon, hãy totemo oishii desu. Còn số 4, domo thì mình hay dùng trong câu cảm ơn đúng không? Domo arigato. Đúng không mọi người? Ok desu. Hãy tsugi 32 nào mọi người. Kino wa atsukatta desu. Demo kyou wa nani nani desu. Hãy. 1. Suzushii. 2. Nurui. 3. Tsumetai. 4. Sukunai. Hãy. Demo là một liên từ rất là quan trọng, và đặc biệt là các bạn nào mà đang học đọc học nghe rồi, mọi người sẽ thấy là đây gọi là một cái keyword cực kỳ đắt giá, đúng không? Thì demo nó sẽ mang nghĩa là nhưng, tuy nhiên, mặc dù. Cho nên vế 1 và vế 2 nó sẽ mang tính chất là gì nhỉ? Trái ngược nhau, đúng không? Đối nghịch nhau. Hãy. Trong đó vế 1, kino wa atsukatta desu. Hôm qua trời nóng, đúng không? Thì ngược lại với nóng. Thế nhưng mà ngày hôm nay trời phải thế nào mọi người nhỉ? Trời phải. So desu ne, các bạn chọn 1 rồi ạ. Suzushi desu, suzushi là mát mẻ, đúng không nào? Mát mẻ. Hai, mát mẻ nha. Còn nurui là nguội. Nguội dùng trong nhiệt độ của đồ ăn, đồ uống ấy. Ví dụ cái đồ ăn này bị nguội rồi, đúng không? Nurui tabemono. Tsumetai là lạnh, đúng không? Cũng dùng cho đồ ăn, đồ uống. Ví dụ tsumetai mizu, đúng không? Nước lạnh này. Còn cuối cùng sukunai là diễn tả số lượng cơ. Ít, đúng không nào? Số lượng nhá. Cho nên không phù hợp với ý nghĩa của câu này. Không diễn tả thời tiết, đúng không nào? Mọi người có theo kịp không ạ? Nguyễn Thành Tài 1, nóng quá hãy bật điều hòa lên lạ nên nào. Ok, lúc đấy mình có từ tắt điều hòa là kishimasu rồi, đúng không? Thì bây giờ bật nó lên là đáp án số 1, tsukemasho, đúng không? Ôi trời nóng nhỉ, đúng không? Atsui desu ne, eokon wo tsukemasho, đúng không? Bật điều hòa lên nhé. Còn akemasu thì là gì mọi người?
mở, mở, ví dụ như mở cửa mọi người nhé. Doa o akemasu. Còn oshimasu là ấn, nhấn hoặc là bấm. Đúng không? Ví dụ các bạn nói là ấn nút chẳng hạn này, botan o oshimasu. Số 4 hirakimasu. Thật ra là các bạn học N4 rồi các bạn sẽ học cái chữ Hán của hai từ này đúng không? Hoàn toàn giống nhau, đều là chữ khai. Nhưng hirakimasu, cái mở của nó thì nó sẽ đi với ví dụ như là mở lớp học, mở tiệc, đúng không? Hoặc là mở cuộc họp. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là à, nó là những cái nghĩa bóng, đúng không? Những cái vô hình khác so với mở cửa ở bên trên. Đấy, thì mọi người lưu ý về cái cách đọc của chữ Hán cũng như là trường hợp mà nó đi kèm nhé. 34 nào. Hai, Song Hỷ chọn 2, Thành Tài 2, Phương 2, Bảo Long 2, Đặng Phát 2, Huỳnh Như 2. Kawaii tai, hãy kawaii tai. Ý tạ, đúng không? Ok. À, no to ga. Đó, các bạn nhìn thấy dấu hiệu không ạ? Ít nhiều trong câu nó sẽ có một cái dấu hiệu gì nhận biết thông qua tính từ, động từ hoặc là danh từ, đúng không? Thì khi mà chúng ta học theo cụm rồi thì các bạn sẽ giải quyết được bài rất là nhanh, đúng không? No to ga kawakimasu thì có nghĩa là khát nước, đúng không? Khát nước quá. Nomitai muốn, đúng không? Tôi muốn uống nước lạnh, mình vừa nói chứng metai mi dự ở câu trước luôn, đúng không? Số 1, itakata là đau. Hãy, đau thì cũng có thể là đau họng ghép được với nhau, đúng không? No to ga itakata. Tuy nhiên đau họng mà lại uống nước lạnh thì nó sẽ không phù hợp về mặt ngữ nghĩa của câu, đúng không? Nên chúng ta không chọn số 1 nhé. Còn suita là đói, đúng không? Trong cụm là onaka ga suita, đói này. Còn nureta là ướt, ướt, ví dụ như là quần áo ướt nhẹp hay sách vở, đúng không? Bị ướt, bị đổ nước ra ấy. Hon ga nureta, được chưa ạ? Ok, so desu ne. Hãy, câu số 35 nào. Sumimasen, otearai o nani nani kudasai. 1, kakete. 2, karite. 3, kaeshite. 4, kashite. Ừ, VT đúng không? Thì mới đi kèm với cấu trúc là VT kudasai, hãy, đúng không? Mỗi câu ra lệnh hoặc nhờ vả làm gì đó. Bạn Bảo Long rất là nhanh, bạn chọn được phương án số 1 rồi này cả nhà. Sumimasen, xin lỗi đúng không? Otearai o kashite kudasai. Có bạn nào chọn 4 không nhỉ? Ngọc Mỹ cũng 1 này, Hương cũng 1. Các bạn phân vân giữa 1 và 2 thôi, chứ mà không có bạn nào chọn 4 cả. Tại sao vậy mọi người? Kashite kudasai là động từ, từ gốc của từ này là cho vay, liên quan tới tiền, đúng không? Hoặc là cho mượn, liên quan tới đồ đạc. Thì các bạn thử đặt kashite lên xem nào. Xin lỗi đúng không? Hãy cho tôi mượn nhà vệ sinh nhé, chứ không phải là rửa tay giúp tôi đâu nha. Otearai là nhà vệ sinh mà, đúng không? O kashite kudasai. Ví dụ các bạn đến nhà bạn bè của mình chơi đúng không? Thì bảo với bạn là cho tớ mượn nhà vệ sinh một chút nhé, đúng không? Tớ đi giải quyết nỗi buồn, đúng không nào? Còn kakete như chúng ta có nói rồi, nó liên quan tới rất là nhiều những cái danh từ phía trước đúng không? Có thể dùng cho đeo kính này, megane o kakeru, rồi là gì nữa không mọi người? Tốn mất thời gian khóa cửa vân vân, đúng không? Khá là nhiều nghĩa phụ thuộc vào danh từ đứng trước là gì nhá. Ok chưa? Còn số 2, cà đi thì sẽ là từ trái nghĩa của cà chi, đúng không? Đây là từ vay tiền này, hoặc là mượn, mượn sách hoặc là mượn đồ đạc gì đó. Còn cái shimasu thì sẽ mang nghĩa là trả, trả lại, đúng không? Trả tiền, trả tiền cho chủ nợ, đúng không? Hay là trả sách cho thư viện. Đấy. Ok chưa? Lại là một câu dễ nhầm nữa, đúng không? Hãy xin mượn toilet để dùng, một kiến thức mới, mượn toilet, đúng rồi. Có thể là tiếng Việt của mình không bao giờ nói là cho tớ mượn toilet, cho tớ mượn nhà vệ sinh, đúng không? Nhưng mà câu này mình sẽ hiểu là mình đi nhờ nhà vệ sinh của ai đó, có được không ạ? Em chưa nghĩ đến mượn nhà vệ sinh bao giờ đấy, đúng rồi. Bởi vì tiếng Việt của mình không hay nói như vậy, nhưng mà các bạn cũng sẽ hiểu là trong tiếng Nhật và tiếng Việt nó sẽ có một chút sự khác biệt, đúng không? Liên quan tới suy nghĩ hoặc là liên quan tới cái cách hành văn của người ta luôn nhá. Em nghe tôi đây nhiều cho nên bị nhầm. Hãy, kiến thức mới đã được tiếp thu à mọi người? Ok nhá, rồi, 36. Hãy, cố lên nào mọi người ơi. Còn 5 câu nữa thôi. Hãy, gambarimasho. Watashi no nani nani wa ani to imoto desu. Hãy, 1, ryoushin. 2, oji. 3, kyoudai. 4, gakusei. Hãy, danh từ, đúng không? Cái gì của tôi nào? Danh từ số mấy đây? Hãy, 36 chọn 3. Kyoudai, ok. Song Hỷ cũng 3 này. Bảo Long cũng 3 này. Hãy, ok. Kyoudai, desu ne. Bạn Dung Thiêm cũng chọn 3. Chính xác rồi ạ. Kyoudai là anh chị em trong gia đình, đúng không? Mình sẽ viết tắt thế này nhá. Anh chị em. Thì mình sẽ dịch lên câu này như sau này. Anh chị em của tôi thì gồm có ai đây nhỉ? Ani là anh trai và em gái. Hãy, còn số 1, Ryoshin liên quan tới bố mẹ rồi, đúng không? Không dùng được trong câu này. Bố mẹ. Số 2, Oji. Đúng, các bạn biết Oji là gì? Biết không ạ? Comment xuống bên dưới nhé. Gakusei thì là học sinh. Ok. Bởi vì từ Oji nó không được học chính thức trong sách ý, cho nên là mình nghĩ nhiều bạn sẽ không biết. Các bạn có thể comment xuống bên dưới được không? À, bạn Bảo Long ghi là chú bác. Ok. Oji thì sẽ là đúng rồi, chú, bác, cậu, đúng không? Nói chung là nam giới ấy mọi người. Nam giới nhá. Thì mình sẽ dùng là
OG, được chưa nào? Đừng có nhầm với OG sàng nha. Nếu mà OG sàng hoặc là OG chàng thì sẽ là ông, nhưng mà OG thôi đấy, thì sẽ là chú, là cậu, là bác, được không mọi người? 37 nào. Ô bà, mình vừa nhắc OG là chú xong thì ô bà chính là ai nhỉ? Cô, mợ, thím rồi là bác gái nữa, đúng không? Nói chung là nữ giới là từ trái nghĩa của OG nha. Ô bà tô Ishoni nani nani o torimasu. Hai, cái này mình có nhắc từ đầu line rồi, có một số bạn đã chắc chắn là đọc đến đây khoanh được luôn rồi đúng không? Ichi sashin, ni kaimono, san shitsumon, yon ryoko. Hai, câu này dễ quá, phải phục thù câu trước thôi đúng không? Câu này phải mang tên mọi người nhé. Hồng một là chụp hương một, hoàng thư một. Ok đấy. Sashin o torimasu là chụp ảnh đúng không? Chụp ảnh với ai mọi người nhỉ? Oba chính là tôi sẽ chụp ảnh cùng với thím, cùng với mợ, cùng với cô hoặc là cùng với bác gái của tôi, đúng không? Hai. Còn kaimono chúng ta cũng nói rồi, chính là từ mua sắm đúng không? Nó phải đi kèm với động từ là kaimono suru hoặc kaimono ni iku. Shitsumon là gì nhỉ? Câu hỏi. Shitsumon là câu hỏi thì chúng ta hay đi với từ kotaeru. Các bạn học từ này chưa? Shitsumon ni kotaeru là trả lời câu hỏi. Còn ryoko là du lịch. Đấy, thì mình sẽ có từ đi du lịch đúng không? Ryoko ni iku hoặc ryoko suru. Ừ, đúng rồi. Hãy 38 nào. Tonari no nani nani ni tomodachi ga sunde imasu. 1. Heya. 2. Shigoto. 3. Kazoku. 4. Gakusei. Hai. Tiếp theo là một danh từ gì nhỉ? Mà đi được với động từ sunde iru, sống. Đúng không? Sống ở đâu đi với trợ từ nhí nào? Hai. Heya, shigoto, kazoku hay là gakusei. Hai, có bạn Song Hỷ chọn 1, Dung Thiêm chọn 3. À, 3. Ngọc Nhung chọn 1, cùng phòng với bạn bè. Trần Nhung cũng chọn 1. Hay, đáp án của câu này là 1 mọi người ạ. Heya là căn phòng, đúng không? Chúng ở đây là bạn, đúng không? Bạn tôi đang sống ở căn phòng bên cạnh. Mình thấy có bạn Hồng á, bạn Hồng nói là cùng phòng với bạn bè. Nếu mà cùng phòng tức là mình sống cùng với bạn đấy, đúng không? Thì chỗ này phải là tomodachi to hoặc là tomodachi to isshou ni, đúng không? Tôi sống cùng với bạn. Nhưng mà ở đây lại là căn phòng bên cạnh nữa, nên mình sẽ hiểu là à, mình sống ở cái phòng này, còn phòng bên cạnh là bạn của mình sống. Kiểu hai đứa thuê chung một căn hộ chẳng hạn, đúng không? Mỗi đứa một phòng riêng. Đấy, các bạn hiểu ngữ cảnh hơn chưa ạ? Thế còn shigoto là công việc, đúng không? Công việc thì không thể nào đi với động từ sống được, động từ làm việc thôi. Shigoto suru. Kazoku mình cũng nói rồi đúng không? Chính là từ gia đình này. Còn gakusei là học sinh. Hai, chúng ta sẽ loại trừ các phương án như vậy nhá. 39 nào cả nhà. 39. Atarashi nani nani ni sumitai desu. 1. Buru. 2. Apato. 3. Elevator. 4. Shower. Hai. Bạn Ngọc Trâm chọn 2. Ok. Bảo Long cũng chọn 2, so desu. Hai, liên quan tới sumi, đúng không? Mình vừa nói ở câu trước sau, đúng không? Là từ sống. Vậy là tôi muốn sống ở một căn hộ mới. Rồi, số 1, puru là bể bơi. Hai, bể bơi này. Còn elevator có nhắc rồi, chính là cái thang máy, đúng không? Câu trước mình gặp rồi. Còn cuối cùng, sawa cũng học rồi, đúng không? Chính là cái vòi hoa sen. Sawa u abimasu đấy, đúng không nào? Vòi hoa sen nhá. Rồi, vậy là tôi muốn sống ở một căn hộ mới. Ok, câu cuối cùng. 最後の質問です。ここは駅が近くて何々です。1. 遠い。2. 優しい。3. 便利。4. 元気。はい。tính từ gì nhỉ? Comment してください。còn một câu cuối cùng thôi. Chúng ta cố lên mọi người nha. Hãy. Bạn Dung Thiêm chọn 3. Vì ở đây gần nhà ga nên rất là tiện lợi. Bạn Cẩm Tú Cầu chọn 3. Đúng rồi ạ. Bên rị là tiện lợi. Đúng không? Hãy. Ở đây. Đúng không? T ở đây các bạn có thể hiểu là cái nguyên nhân lý do nhé, vì gần nhà ga cho nên tiện lợi, đúng rồi. Tôi là xa đúng không? Một cái gần một cái xa thì không được, chữ xấu quá. Viết lại nha. Xa này, còn yasashi là dễ đúng không? Có thể là dễ gần, thân thiện. Đấy, nói về tính cách con người. Hai, rất là thân thiện, tốt tính, dễ tính vân vân. Còn genki là khỏe mạnh, đúng không nào? Khỏe. Hai, minasan, o genki desu ka? Đúng chưa nào? Ok, rồi, đấy là 20 câu liên quan tới từ vựng nửa năm ngày hôm nay chúng ta đã vừa cùng nhau giải quyết. Có bạn nào đứng mang tên đúng không ạ? Đúng 20 trên 20 không mọi người? Hai, otsukaresama deshita. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì ngày hôm nay đã tham gia live stream. Có nhiều bạn đã tham gia từ đầu đến cuối luôn, rất rất là cảm ơn mọi người. Xong thì bị sai 2 câu à? Các bạn khác sai mấy câu, có ai đứng mang tên không? Và cuối cùng mọi người hãy nhớ thả like, thả tim, share live stream và lốt lịch ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau vào 10 giờ sáng Việt Nam nha, N4 nha. Hai, otsukaresama deshita. Bye bye.